Trưởng thành là gì? Trưởng thành là trưởng thành về mặt tâm hồn. Và chúng ta trưởng thành thông qua vấn đề, thông qua nỗi đau. Nên không thể cầu mong cuộc đời này không có vấn đề được. Nên nếu như xử lý vấn đề bằng ngoại động lực thì mệt mỏi lắm các anh chị, và sợ vấn đề lắm. Nhưng nếu như dạy con được cách xử lý vấn đề bằng nội động lực, nếu như biết xử lý vấn đề bằng nội động lực thì chúng ta không nghĩ rằng chúng ta lại làm được cái điều đấy. Nó quá là đơn giản luôn. Ô sao mình làm được hay dữ vậy? Hơn 90% con người sống bằng ngoại động lực, tức là sống bằng vì lời nói của ai đó, vì ánh mắt của ai đó, vì cái góc nhìn của ai đó. Còn nhỏ hơn 10% con người sống bằng nội động lực, tức là năng lượng từ bên trong mình. Cái lý do để mình làm cái việc đấy là mình phải từ bên trong mình, chứ không phải tôi được lợi ích gì, tôi làm cái việc này tôi được cái gì. Nếu mà như vậy ấy, thì mình không có sức mạnh để làm đâu các anh chị ạ. Nếu mà mình nhìn vào cái lợi ích là tôi làm cái này tôi được cái gì, tôi làm cái này tôi được lợi ích cái gì, thì còn lâu mình mới có sức mạnh mà mình làm. Nhưng nếu như mà mình làm vì cái nội lực bên trong mình, cứ làm thôi, thì làm không biết mệt mỏi luôn. Làm rất là nhiều sáng tạo ở đấy, rất là nhiều giải pháp cho cái vấn đề đấy. Nên là chúng ta phải gieo cho con cái nội động lực. Và hôm nay thì cô Lanh chia sẻ cho chúng ta ba cái câu nói của người cha người mẹ mà tiếp thêm nội lực cho con. Và khi mà con mình có nội lực thì con mình có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc đời này. Thế giới này vận hành theo quy luật lượng tử, không phải là chỉ là quy luật nhân quả đâu ạ, mà nó là quy luật lượng tử. Có nghĩa là như thế nào? Tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau. Những cái tảng băng ở Bắc Cực, ở Nam Cực tan ra, ở xa xôi như vậy, thế có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình không? Câu trả lời là có. Ảnh hưởng rất nhiều các anh chị, cực kỳ nhiều luôn. Hàng năm, mỗi một năm, những cái đàn gia súc di cư hay là những cái đàn chim di cư, tất cả như vậy, tất cả vũ trụ tạo ra bài toán cho chúng ta không hề đơn giản. Ngay cả với loài động vật cũng như vậy, chúng ta đều có những bài toán dễ, chúng ta đều có những bài toán khó trong cuộc đời này. Và mỗi cá nhân con người cũng thế. Trưởng thành là gì? Trưởng thành là trưởng thành về mặt tâm hồn. Và chúng ta trưởng thành thông qua vấn đề, thông qua nỗi đau. Nên không thể cầu mong cuộc đời này không có vấn đề được. Nên nếu như xử lý vấn đề bằng ngoại động lực thì mệt mỏi lắm các anh chị, và sợ vấn đề lắm. Nhưng nếu như dạy con được cách xử lý vấn đề bằng nội động lực, nếu như biết xử lý vấn đề bằng nội động lực thì chúng ta không nghĩ rằng chúng ta lại làm được cái điều đấy. Nó quá là đơn giản luôn. Ô sao mình làm được hay dữ vậy? Nó kiểu là như vậy các anh chị. Đấy là cái điều chúng ta quan trọng nhất dành cho mỗi một con người. Chim di cư có cần không? Có. Linh dương đầu bò di cư có cần không? Có chứ. Nó di cư tận 2 tháng cơ mà. Đàn tuần lộc di cư qua cả một cái cánh đồng muối. Có cần nội động lực không? Có chứ. Đúng không ạ? Tất cả luôn, để mà phát triển ở trên cái cuộc đời này đều cần nội động lực. Vậy thì là cha là mẹ, không phải là chúng ta cắt lông cắt cánh của con, không phải là chúng ta đến để sắp xếp cuộc đời cho con đâu, mà chúng ta ở bên cạnh con để giúp con được sống cuộc đời của chính con, giúp con có một nội động lực để con có thể tự quyết định được cuộc đời của con. Đấy là điều quan trọng nhất các anh chị. Nên cái điều đầu tiên, cái câu nói đầu tiên một người mẹ, một người cha cần nói với con của mình, đấy là cha tin con, mẹ tin con. Các anh chị, cha tin con, mẹ tin con, đấy là cái câu nói quan trọng nhất. Cha tin con làm được, mẹ tin con làm được. Làm đi con, cứ làm đi con. Bởi vì chúng ta làm sao có thể làm một lần thành công được? Nếu làm một lần thành công ngay thì đấy không gọi là thành công, bởi vì việc đấy quá dễ. Mà chúng ta phải thử sai, thử sai, thử sai. Và cuộc đời này thì không có sai, chỉ có hoặc là bạn thành công hoặc là bạn đang học. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé. Và vì vậy, không có sai ở đây.
Nên là cho phép con thử sai, thử sai, thử sai. Và học qua sai lầm, đấy là điều quan trọng nhất. Bill Gates ạ, khi ông ấy phỏng vấn nhân sự, ông ấy rất thích tuyển những người mà đã từng mắc nhiều sai lầm trong cuộc đời. Bởi vì ông ấy bảo rằng để khi vào công ty của ông ấy không phải trả cái phí cho cái sự mắc sai lầm của mỗi nhân sự đấy nữa. Thế nên là mình muốn truyền động lực cho con mình làm thêm cái điều gì đấy, cho chồng mình làm thêm điều gì đấy, cho chính mình làm thêm điều gì đấy, cho ai đó làm thêm điều gì đấy, thì mình phải gửi gắm cái niềm tin tuyệt đối vào họ. Tin là làm được. Các anh chị biết không ạ? Trong những cái gia đình ở Việt Nam chúng ta, những cái dòng họ, thì có những người thành công, có những người chưa thành công. Có những người mà học giỏi từ bé ấy ạ, học giỏi không có nghĩa là thành công trong cuộc đời các anh chị nhé. Nhưng nếu như mà được gửi gắm cái sự thành công của cả gia đình, là nó giỏi thế, nó thông minh thế, rồi cả làng cả xã ngưỡng mộ, rồi cả họ ngưỡng mộ, rồi bạn bè ngưỡng mộ, cha mẹ ngưỡng mộ, gửi đấy chính là mình đang truyền năng lượng tích cực, truyền cái niềm tin tuyệt đối là bạn làm được đấy. Thì mình đang tiếp thêm cái sức mạnh cho con người đấy các anh chị. Còn có những người mà mình bị mắc kẹt cái điều gì đấy từ bé, và rồi mọi người bảo ui giời thằng đấy ăn hại làm được cái gì, ui giời cái thằng đấy á, cả ngày chỉ biết rượu chè thôi, ui giời cái thằng đấy thế này thế kia. Các anh chị có biết không ạ? Chính chúng ta đang truyền cái năng lượng tiêu cực cho cái con người đấy. Và rồi nhiều lúc họ muốn đứng lên lắm, họ muốn làm lại cuộc đời lắm, họ muốn thay đổi lắm. Nhưng mà chính cái năng lượng của mình ấy, nó bao trùm quanh họ, và họ nghĩ rằng họ chẳng làm được nữa đâu, và rồi họ không làm tiếp. Mình cứ truyền cái năng lượng tiêu cực vào cái người khác ấy, bạn có trải nghiệm cuộc đời của họ đâu mà bạn phán xét họ. Họ học giỏi toán với văn đâu có nghĩa là họ rốt trong cuộc đời này đâu, đâu có nghĩa là không có cơ hội thành công trong cuộc đời này đâu. Không phải như vậy. Và chúng ta đang bị mắc kẹt, nên từ ngày hôm nay nhé, nghĩ được điều gì tích cực cho họ thì nghĩ, nói được điều gì tích cực cho họ thì nói, còn nếu không ngậm miệng lại. Đừng có buồn vì tôi nói cái điều đấy nha. Đừng bao giờ nói là ui giời cái thằng đấy thế này thế kia, ui giời cái con đấy thế này thế kia, ui giời cái này cái kia, không dám đâu. Các anh chị có biết không, tôi huấn luyện hàng trăm vài trăm nhân sự của công ty Minh Chí Thành, ai là người mà được tôi chửi, ai là người được tôi mắng, ai, những ai vậy? Tất cả các nhân sự của tôi dưới 6 tháng còn lâu đã được tôi mắng. Tôi yêu lắm, tôi vuốt ve lắm, tôi yêu thương vô cùng luôn. Bởi vì những người đấy là những người họ dễ tổn thương. Họ chưa biết tôi được 6 tháng cơ mà, họ dễ tổn thương lắm. Thế còn những người mà đi theo tôi 3 năm, 5 năm, 10 năm, trời ơi, hành vi mà sai á, tôi chỉ cho đến nơi đến chốn thì thôi nhá. Nhưng mà họ không thấy tức, không thấy khó chịu. Ví dụ như sáng nay nhá, trời ơi, kẻ một cái lịch thôi mà không được. Và tôi nói cho ngược cho xuôi thôi, nhưng mà các bạn dưới 6 tháng năng lượng còn yếu, thì tôi không bao giờ được nghe một lời nào mà tôi mắng mỏ hay gì đó cả. Lúc nào cũng được tôi yêu, yêu lắm, khen ngợi nhiều lắm. Anh chị dưới 6 tháng mà, cây non mà. Nhưng mà khi đã trưởng thành rồi thì phải cho biết, phải biết đá đít. Cũng bị đá đít đấy. Nên là từ ngày hôm nay, nói được câu nào hay thì nói, truyền được năng lượng tích cực tí nào cho họ thì truyền, không thì thôi nhá, im miệng lại. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.